Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Khổng Tử bằng gỗ hương đá được nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế Khổng Tử này gồm có 7 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn, một bàn trà. Kích thước của chiếc ghế dài này là dài 2m4, sâu 70, cao 1m24. Toàn bộ phần vách chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn mặt chúng tôi làm 4 phân, phần ván chúng tôi làm dày 2 phân. Đây là bộ bàn ghế Khổng Tử hay còn gọi là bộ bàn ghế truyện tranh, 100% chúng tôi làm ở chất liệu gỗ hương đá. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết đây. Toàn bộ chúng tôi làm chân cong. Phần vách này là chúng tôi đục cỏ hạc. Công tơ quạt cháy máy bơm nước học bá nào. Ở giữa là chúng tôi chạm cỏ đào. Hai bên chúng tôi tùng hạc. Trên phần trương là chúng tôi chạm nghê. Quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 88 3349 hoặc 0985 226 84. Toàn bộ phần ván được chọn vân rất là kỹ. Chúng ta cũng đi đến kích thước của chiếc bàn này. Đây là chúng tôi vừa mới tẩy axit xong. Kích thước chiếc bàn là rộng 95 và dài 1m67. Chân là chân cong. Chiếc ghế là thông số của chiếc ghế là dài 1m07, sâu 70, cao 1m24. Đây là bộ bàn ghế Khổng Tử nha. Kia là hai chiếc đôn nhỏ này. Quý vị đang xem trên màn hình, kia là hai chiếc đôn nhỏ, một chiếc bàn trà và chiếc ghế đơn đây, chiếc ghế đơn thứ hai đây. Toàn bộ phần chân là chúng tôi làm chân cong. Đây là mẫu bàn ghế Khổng Tử mới nhất của chúng tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Toàn bộ phần tay cũng được chúng tôi chạm khắc hoa văn hoa lan tây. Phần khuôn chúng tôi làm 4 phân, ván chúng tôi làm 2 phân. Và tên gọi của bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế Khổng Tử. Quý vị có thể truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để xem hình ảnh cũng như là thông số kỹ thuật. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa toàn cảnh bộ bàn ghế Khổng Tử gỗ hương đá. Chiếc ghế dài là dài 2m4, sâu 70 và cao 1m24. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Quý vị hãy nhớ là đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.